không? Rồi. Rồi dạ. Bán nước mát gì vậy? Dạ con có cái nước mát nước sâm của con đó. À, dạ. Sâm đó hả? Hồi đi lăn đi lăn coi. Vậy phải uống luôn. Rồi, mến chào quý vị khán giả. Quý vị khán giả đang xem clip là hậu trường của Tiếng Rau 4.0 tại Sóc Trăng. Và đây là nhân vật là dì Ba Lan. À, cũng là tập thứ 13 của chương trình Tiếng Rau. Rồi, giờ dì Ba lên xe đây đó. Đây là cái chiếc xe mà mỗi ngày dì Ba bán thì anh Nam là... Vì dì Ba không có đi được cho nên là... Cái này còn trái dừa hả? Con nó hết dừa đâu. Còn trái. Đó là dì Ba phải ngồi trên cái ghế như vậy. Rồi anh Nam thì phía sau đạp chở dì Ba. Nhưng mà hôm nay thì có anh Điền rồi. Cho nên là anh Nam thất nghiệp, tạm thất nghiệp bữa nay thôi. Một ngày duy nhất thất nghiệp. Ác ghê vậy, người ta đã khổ rồi mà còn dành việc của người ta nữa. Dành không có cho có công chuyện để mà làm. Công chuyện của người ta ba mấy năm rồi, anh Nam là cái việc này của anh là ba mấy năm rồi đó. Mà tự nhiên bữa nay có ông trên Sài Gòn về cái xong dành. Sắc màu về dành. Giật mối luôn. Có buồn không Nam? Bắt tay cái nha, hứa nha, hứa không có buồn nha. Dạ, anh Nam thì nói chung bị hẹp mạch máu não. Thưa bà con cô bác là Nam ở đây nè đó. Thì Nam thì bị hẹp mạch máu não, chứ nếu mà không thì thanh niên trai tráng là dư sức để lao động để nuôi mẹ. Nuôi mẹ nuôi cha, nhưng mà tại vì bị hẹp mạch máu não cho nên là nó ảnh hưởng tới thần kinh. Lúc thì quên, lúc nhớ. Ở đây thì hàng xóm ai cũng biết hết. Nói là có cái cậu con trai mà bị hơi bị khờ khờ, dạ, nó nói vậy đó. Rồi thôi giờ mình di chuyển ra điểm bán là chợ Sóc Trăng, khu D, khu gia vị nha bà con. Rồi đường chắc đó. Đẩy Nam, đẩy lên mạnh. Dạ khỏi đẩy, khỏi đẩy. Đẩy một mạnh lên. Còn đạp nổi. Wow, wow. Hôm qua còn mới gì lên, bán gì bán được kiểu mấy nữa. Ủa sao kia nó kêu cái gì cục cục vậy ta? Bị cái mày à. Trời ơi, qua đạp rồi chú. Nó qua đạp rồi, sắc màu đạp rồi. Qua sắc màu đạp rồi. Mà nói má mắt kêu mắt kêu cậu nó sắc màu kêu con bằng gì ta kêu bằng đốc tờ. Qua phải đi ngay này, đi ngay này đi, chỗ gần gần thôi. Mình thắng nó dừng biến lại liền à. Bây giờ là gần 4 giờ chiều mà nắng chang chang luôn á bà con cô bác thân mến. Đi chuyến này về là chắc là mình da mình nó cũng sẽ có, mình cũng thay da đổi thịt á. Và đặc biệt là mình không có được đạp nhanh, mình đạp nhanh thì các bạn quay phim với livestream các bạn chạy không kịp. Xôi thang đi, xôi thang bốc hầm đi. Yo, hello. Rồi giờ này là học sinh, học trò sắp tan trường rồi. Trời gặp tan rồi đó. Rồi hy vọng là bữa nay mình bán hàng thật nhanh nha. Cũng chỉ có 60 phút thôi bán. Hôm nay số lượng bán bao nhiêu ban tổ chức không cho biết luôn. Hôm nay mình đi cái đường khác ha, dạ, gì ba? Thôi đường này mau nè. Dạ đi cái đường khác ha, dì ba chỉ nha. Đi đường này cái quẹo cũng đi đường ngay không à, có gì rồi đi theo một cái đi qua một cái chợ nữa đúng không? À, qua cái khu là tới mình rồi đó. Dạ. Hôm qua là dì ba nói chuyện rất là thấy thương, hy vọng này có vốn là khỏe lại rồi đi bán suốt luôn. Ngày qua bán cuối cùng bán được 3 triệu á. Cuối cùng bán được 3 triệu hả? Ừ, không con đưa dì lan thành triệu mấy rồi. À. Còn nhiêu đi dài bán dài hết bán hết 3 triệu luôn. Bán được 3 triệu luôn. Bình thường đó, bình thường đáng bán được tới 1 triệu không? Đâu có tới đâu, ra bán 700 à. À, bình thường bán một ngày ba bán khoảng 700 mà, 700 mà. Cả vốn lẫn lời luôn đó. Tiếng rau, ra tiếng rau. Lẹ lên. Ê. Rau lên hả? Xôi thang bắp hàm đây. Ai xôi thang bắp hàm đây? Rau vậy sao nghe nổi?
Ai Xuân An bắp hầm đây. Ồ. Hello, ra chợ đó. Rồi tới rồi, tới rồi, sắp tới rồi. Ủa vô đâu, vô đâu, vô đâu, vô đâu. Ủa đây cũng được, vô đó đi. Ừ. Ấn. Vô hẻm luôn. Mãn rồi, mãn rồi, mãn rồi. Nó đang chạy hay lắm. Nó lên cái dù. Wow. Đó. À, để tới. Xoay xe phải không? Rồi đây đây anh. Rồi, đúng bài luôn, dữ dằn luôn. Ôi. Rồi. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Tiếng Rao 4.0. Chương trình Tiếng Rao 4.0 do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Điện Quân Group thực hiện và được phát sóng vào lúc 19:30 phút tối thứ 6 hàng tuần trên HTV7. Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình Tiếng Rao 4.0 tuần này xin mời quý vị và các bạn về với quê hương Sóc Trăng, và nhân vật chính của tập Tiếng Rao tuần này đó chính là dì Ba Lan, gắn bó với cái gánh với cái xe xôi than bắp hầm đã hơn 50 năm, hơn nửa thế kỷ. Một cái chiếc xe này nó đơn giản như vậy. Rồi dì Ba thì hoàn cảnh thì hiện tại cũng rất là khó khăn, tại vì sau khi bị tai nạn thì cái chân của dì Ba là không có đi được nữa, dì Ba phải ngồi, phải làm tất cả mọi thao tác là phải chỉ ngồi thôi, không có đứng lên được. À, ấy vậy nhưng mà cái gánh xe xôi này vẫn tiếp tục dông ruổi trên khắp nẻo đường ở thành phố Sóc Trăng để mưu sinh, để dì Ba có thể lo lắng cho hai người đàn ông trong nhà, đó là chồng của dì Ba là chú Ba Chung, năm nay 74 tuổi, và người con trai anh tên Nam. Cả hai người đều lúc tỉnh lúc mê, người thì lúc mê lúc tỉnh, rất là khó khăn. Và cái ngôi nhà của dì Ba thì nếu bà con bác mình mà có ai đâu có đã từng đến thăm dì Ba thì sẽ thấy là phải nói là nhìn vô là thấy chịu không nổi. Đồ đạc nhà thì nhỏ mà đồ đạc treo rất là, nói chung là đầy nhóc luôn, bởi vì ngày xưa thì bây giờ chú lúc quên lúc nhớ, cho nên là chú ngày xưa chú làm thợ cơ khí nên có nhiều đồ chú gom nhà hết. Dạ, nói chung là rất là vất vả. Rồi chắc là quý vị các bạn cũng đã xem cái tập này từ lâu rồi, và hiện tại thì comment rất là vui, bởi vì tập này chưa khởi động đã có rất đông đảo bà con cô bác ở khắp nơi đã đến, đã ủng hộ cho dì Ba từ xa. Và hôm nay thì nãy chương trình chưa bắt đầu cũng đã có một cái gói xôi đầu tiên ủng hộ cho dì Ba là 500.000. Rất mong bà con cô bác mình chia sẻ thật là mạnh mẽ. Dạ, chia sẻ thật mạnh mẽ. Lý do dì Ba ngồi trên xe là dì Ba không có đứng được nha bà con. Đó, chân cẳng là coi như cứ vậy, mỗi ngày thì anh con trai đẩy dì Ba đi. Hồi nãy chắc là bà con bác mình cũng thấy rồi. Dạ, bây giờ thì chương trình Tiếng Rao xin được phép bắt đầu. Dạ, đúng 4 giờ rồi. Bây giờ thì Colorman sẽ có một, hôm nay sẽ có đúng 1 tiếng đồng hồ để bán hết cái phần xôi ở đây. Theo mình ước tính thì ban tổ chức giấu cho mình, không cho mình biết. Tại vì thấy mấy lần trước mình bán ế quá nên là ban tổ chức có vẻ như cũng sợ lần này mình quyếu nữa, cho nên là không có thông báo cho mình số. Nhưng mà mình nghĩ chắc dưới đây không dưới 200 gói. Rồi thêm cái nồi này nữa chắc cũng phải thêm vài chục gói, là 250 chục gói xôi. Không biết hôm nay mình bán sao, trong vòng 1 tiếng bán hết không. Rất mong bà con cô bác Sóc Trăng giúp cho Colorman tạo một kỷ lục thần thánh tại Sóc Trăng nha. Bà con cô bác nào mà không đến được thì có thể ủng hộ cho dì Ba từ xa bằng cách là liên hệ với số điện thoại bên dưới của bạn Miri 0933 755 543, hoặc là nhắn vào fanpage của Miri Colorman. Rồi, bây giờ thì Colorman sẽ được phép bắt đầu bán hàng. Rồi, ủng hộ anh bạn Colorman một gói xôi. Dạ, một gói xôi 50 nha. Rồi bà con bác mình, mọi người lấy một gói nha, tối đa là hai gói thôi nha. Rồi, ra đây luôn cho dễ bán. Rồi, đâu. Rồi, ra đây. Rồi, một gói, dạ được, dạ được, con đưa, em đưa cái máy vào đây luôn. Rồi, dạ, chào anh. Đây, cầm một cái đây. Dạ rồi, cảm ơn chú. Rồi, chú lấy gói ha. Dạ, một gói luôn, 200 ngàn. Rồi, cảm ơn chú nhiều. Rất quý, dạ được con. Rồi, ok. Rồi, bà con mình cứ tấp vô nha, tranh thủ nha. Dạ rồi. Dạ, hai gói rồi, lấy luôn. Rồi, hai gói 30 luôn. Đó. Bình thường dì Ba bán một gói là có 10 ngàn thôi. Dạ, nhưng bữa nay thì cũng như mọi chương trình khác thì mình sẽ rất mong là bà con bác mình ủng hộ được nhiều hay nhiều. Dạ. Mấy gói con? Dạ, một gói rồi, một gói 100 ngàn, cảm ơn con. Một đi thấy dạ. Bạn thấy được điều. Rồi, dạ, em cảm ơn chị. Đây, một gói 20 luôn. Dạ rồi. Dạ. Rồi, từ con. Cho dì chụp nha. Rồi, ok. Cảm ơn chị nha. Rồi, con vô đi con. Rồi, một gói 50 rồi, hy vọng. Dạ đây. Rồi, một gói 20 luôn, cảm ơn em. Rồi, ok, cảm ơn. Dạ, rồi, cảm ơn.
Rồi một gói luôn, cảm ơn em. Rồi một gói 50. Chắc gì ba đơm từ từ đi ba ơi. Từ từ đi. Bán thì mày đang là không vô ba đơm lá không kịp đâu á. Dạ làm lẻ lắm. Dạ làm lẻ hả? Hai gói không? Rất nhanh luôn. Hai gói. Rồi được luôn con. Ok. Rồi mình hy vọng đây là trước 5 giờ mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Ừ. Vừa của người ta nó bỏ nhà rồi thằng này. Rồi, cảm ơn con. Bắt đầu rồi. Nó. Dạ xin được gửi lời cảm ơn trân trọng đến ban quản lý chợ Sóc Trăng đã hỗ trợ cho ekip Tiến Rau và đặc biệt là cameraman mình nhưng mà bà chị ba rất là nhiều cảm ơn. Xin được gửi lời cảm ơn trân trọng đến ban quản lý chợ Sóc Trăng rất là nhiệt tình đã hỗ trợ chúng tôi. Rồi có mấy gói? Dạ. Dạ. Chị cho chúng được chị bán giúp cho bà. Làm vô sẵn để nhà đem vô. Con gói hả? Con này bỏ lại. Hai gói hả? Rồi, okay, con, hai gói. Đây con, rồi hai gói. Ok con. Rồi, hai gói 20 rồi, cảm ơn con luôn. Ok. Bao nhiêu cũng quý hết. Rồi, giờ đây con. Dạ. Chú đã lâu rồi. Bắt dạ. Chú rồi. Dạ, cảm ơn chị. Chào chú gái. Dạ, rồi chào chị. Bán gói thôi. Bán gói hả? Rồi, rồi. Bao nhiêu cũng vui hết. Rồi. Dạ. Ủa chị ta tặng ba luôn hả? Thôi thối lại chị đi, chị cũng khổ lắm á. Tặng luôn hả? Tặng luôn. Trời ơi, tặng luôn, một gói 200 ngàn luôn. Mình thấy chị khổ quá, mình nói thôi để thối lại cho chị tiền, chị nói thôi khỏi, tặng luôn. Wow. Bà con cô bác có những tấm lòng vàng thấy không? Đó, giờ đứng ra đây một chút coi. Coi có ai nhìn thấy không, dừng lại không? À, nắng quá, nắng quá. Cái nón của anh đâu rồi? Ai xôi thang, ai xôi thang bắp hầm đây bà con ơi. Rồi kìa, có mấy người kia là ra trận shop luôn. Ôi trời ơi, trời xe giống như mua hết luôn như đấy hả? Trời nè, 70 nè, 80 nè, 90, 100 ngàn. Trời ơi, cái này là đập ống heo nè. Một gói hả? Thôi hai gói đi, hai chị em mỗi đứa gói đi. Cho nó cho công bằng nha con. Rồi, ok. Rồi, cảm ơn. Vô đây con để bà chụp nè. Dạ, yeah, tình hình còn nguyên, còn hai cái bàn và nguyên cái nồi. 200 phần hả? Rồi, hiểu luôn. 200 phần thêm cái trà, thêm cái nồi nữa, 250 tôi nghi rồi, nãy tôi đếm rồi. Gửi cho bà 1 triệu nha, một gói 1 triệu. Rồi, vậy thôi hả? Rồi, thôi, cầm hai đứa nhỏ đi. Trời ơi, mỗi đứa hai đứa nhỏ rồi, ok. Mua mà không lấy cái xôi là tôi buồn lắm á, tại tôi bán hết chứ. Có người rồi chị kia rồi vô ra chờ dí luôn dí lẹ đây 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 chị Huệ Na, chị Huệ Na rồi cho anh xin. Dạ đây cảm ơn thay mặt chương trình Tiếng Rau comment xin cảm ơn chị Huệ Na nha. 2,5 triệu luôn hả? Nhiều vậy của anh Phước chị Dung 1,5 triệu của Pháp luôn. Rồi Pháp anh Phước luôn. Chị anh Phước chị Dung 1,5 triệu luôn cũng ở Pháp luôn. Cảm ơn chị Huệ Na với lại anh Phước chị Dung. Rồi, rồi. Tiệm vàng ánh sáng. Tiệm vàng ánh sáng, một gói 1 triệu luôn. Dạ trời ơi quá đã luôn bà con ơi. Cái này là Quỳnh Diệu. Quỳnh Diệu. Quỳnh Diệu 500. Dạ Quỳnh Diệu rồi 500 luôn. Dạ cảm ơn chị Quỳnh Diệu nha. Facebook Thảo Bùi 500. Facebook Thảo Bùi, trời ơi đâu nhiều vậy vậy. Rồi, hay quá. Facebook Tăng Thí Nga 200. Dạ Facebook Tăng Thí Nga 200. Wow. Rồi cái này dấu tên 200. Dấu tên 200. Rồi. Dạ. Ok. Lấy một hộp thôi. Lấy một hộp thôi. Rồi, một hộp tượng trưng quá trời tiền luôn. Rồi, cảm ơn em nhiều nha, cho anh gửi lời thăm các anh chị nha. Rồi, bán gói quá trời tiền quá không? Dạ đây, mời. Ôi, dạ chào chị. Cô muốn ra hết đi, giờ gì Lan muốn hết đi, gì bà? Dạ. Một gói, dạ rồi, cảm ơn. Dạ. Cô Liên ở Soviet gửi ở Soviet Nghệ Tĩnh. Cô Liên ở Soviet Nghệ Tĩnh. Dạ, cảm ơn cô Liên ở Soviet Nghệ Tĩnh gửi một gói 100 ngàn nha. Dạ, cảm ơn hai dì. Vỗ luôn, sói luôn, sói luôn. Nhiều cũng được con, nhiều cũng được con. Đang ngủ, đang ngủ à? Trời ơi. Đang ngủ mà thấy chú chạy ra cho nói dễ thương luôn. Rồi, cảm ơn con nha. Tình thương, mến thương. Rồi, chú gửi lại thăm mẹ con luôn nha. Rồi, cảm ơn con. Sói luôn, đưa đây, chuyển con ra. Rồi, đây. Một gói luôn. Dạ 10 ngàn. Gửi bảy là kim 100 nguyên 100. Em gửi. À. Em gửi bảy. Gửi bạn thêm 200 luôn. 200. Dạ rồi cảm ơn em nha. Cảm ơn Kim Nguyên nha. Dạ Kim Nguyên, Kim Nguyên gửi 200 luôn. Giờ không có mua xôi gửi tiền được không anh? Dạ ở giờ hả? Mua xôi không gửi tiền được không hả? Không mua xôi gửi tiền được không? Được, vậy là thôi gửi người luôn đi. Dạ. Rồi em
Rồi đây là cái quán cơm 2000 nè đúng không? Trời ơi quán cơm. Đây anh chủ quán cơm 2000, quán cơm từ thiện 2000 mà bữa giờ mình chưa có thời gian xuống để mình quay nữa. Rồi cảm ơn em nha. Rồi Sóc Trăng ơi phát cái lục nha Sóc Trăng ơi. Dạ đây đây đây, rồi vô đây con, vô đây chút, vô đây. Cho đỡ nắng, vô đây kìa. Rồi con lên gói hả? Rồi. Rồi hai gói rồi, cảm ơn con. Chụp hình không? Đây qua đây, chơi. Bây giờ đây bác. Mấy gói, chạy ra luôn. Đặt bán này luôn mới vui nè. Dạ một người một gói, hai người hai gói nha. Dạ. Một gói được không? Một gói để nhường cho người khác một gói ha. Rồi cảm ơn em. Rồi cảm ơn em. Rồi. Dạ một người một gói. Dạ còn 15 phút, bà con bác ơi. Bữa nay gì đang bệnh ở nhà, không nghe không, không thấy không hỏi sao bây giờ tao gọi nó bệnh không có bán, không có để chung bán. Đắp vô, sáng sáng vô. Có ông anh. Sóc Trăng mãi đỉnh nha bà con. Sóc Trăng mãi đỉnh, bà con ơi. Quẹo vô, Còn một gói đấu giá 1 tỷ. Ông anh gợi ý hơi hay, còn một gói đấu giá 1 tỷ. Còn một gói đấu giá 1 tỷ nè bé. Có 1 tỷ không? Móc ra. Kiếm. Rồi, một gói 1 tỷ cuối cùng rồi. Ôi, bỏ mà luôn rồi. Gói cuối cùng, Ôi. Chết cha giờ còn có gói sao? Thôi con vô trước này gửi con nha. Rồi, ok. Còn kia giờ còn gì mà bán hết đi, bán đậu đi. Dạ. Chết cha giờ hết xôi giờ còn gì? Hết rồi, không coi hết, còn gì đang không à. Thôi tặng con luôn ngủ đi. Dạ, khỏi lấy xôi hả? Rồi, cảm ơn em nha. Rồi, dạ, cảm ơn em. Trời ơi, xin không biết nữa. Dạ, dạ. Chết cha, giờ hết rồi. À có chụp hình hả? Rồi vô đây, vô ra đi. Dạ. Rồi hết rồi bà con ơi, đúng rồi. Có 45 phút thôi, dạ. Đấy con ủng hộ cho bà cũng được. Dạ. Rồi cảm ơn con. Rồi con vô đây với ông nha. Thôi bây giờ hết hết thôi rồi ông tặng con cái bán ly trà đá luôn. Được được con, dạ để chú chụp em bé cái nha. Quá ngầu luôn. Ok cảm ơn con nha. Rồi hết xôi ủng hộ cho bà ha. Trời ơi hết xôi thì bán luôn trà đá đường luôn, 400.000 luôn cho bà luôn. Dạ cảm ơn con nhiều nha. Rồi rồi Sóc Trăng mãi đỉnh rồi, bữa nay Sóc Trăng phá cái lục rồi. Con cho chú uống nước. Cảm ơn con nha. Rồi cảm ơn con luôn. Rồi tổng kết đi, vô vô tổng kết. 21, 22, 23, 24, 25. Được rồi. À, kính thưa bà con cô bác, và bây giờ thì hôm nay xin được phép công bố doanh thu của buổi bán hàng ngày hôm nay. Dạ kính thưa bà con cô bác, là đầu tiên thì xin gửi lời cảm ơn đến quý quý bà con ủng hộ cho dì Ba Lan từ xa. Cảm ơn chị Thái Thị Kim Yến 1 triệu, anh Huỳnh Văn Thuần rạch giá 1 triệu, chị Sang Huỳnh 7.153.500 đồng, một khán giả giấu tên 1 triệu, chị Vũ Thị Hồng 5 triệu, chị Bảo Khánh 2 triệu, bé Chin An 500.000, Nguyễn Thị Vui 500.000, chị Hạnh Phan ở Pháp 2 triệu, gia đình chú Khoa Đỗ, cô Kim Loan Cali 500.000, anh Lợi Ngân hàng Sài Gòn OK Bà Rịa 2 triệu, anh Thanh Trần ở Mỹ 2 triệu, cô chú Hòa Gà Canada 1.1 triệu, khán giả ở Mỹ 2.010.000 đồng, Vương Liên Phương 100.000, một khán giả giấu tên 200.000, chị Phương 1 triệu, chị Thoa Houston Mỹ 2.4 triệu, Liễu Phạm 1 triệu, Vân Anh Nguyễn 1 triệu, bé Bối Tịnh 500.000, chị Lê Hồng 100.000, một hộp xôi Nick Võ Huệ Nhơn 100.000, chuyển khoản lúc 16:04 ngày hôm nay 200.000, Thiên Dương 200.000, Hồng Đăng 500.000, Trung Hiếu Hà Nội 200.000,
chuyển khoản lúc 16:31 200.000, Đặng Thị Phương 200.000, chú BH 3 triệu, anh Khải Sydney 3 triệu, chuyển khoản lúc 17:03 200.000. Tổng số tiền ủng hộ cho dì Ba Lan từ xa, bà con cô bác mua từ xa là tổng số tiền là 41.863.500 đồng. Và làm tròn là 41.864.000. Và đây cũng là kỷ lục của doanh thu mà bà con bác mua hàng từ xa. Rồi chưa hết. Rồi, như vậy là bà con bác mua hàng từ xa là 41.864.000. Còn bà con bác ủng hộ tại chỗ cũng kỷ lục luôn là 15.877.000. Rồi tiền của chương trình là 5 triệu cộng với lại 5 triệu của Coleman. Mặc dù là Coleman hôm nay là chiến thắng, chỉ trong vòng 45 phút bán hết 250 gói xôi trong vòng 45 phút. Tổng cộng số tiền ngày hôm nay là 67.741.000 đồng, cũng là kỷ lục cao nhất của trong mùa tiến ra mùa 3 năm nay. Dạ, xin cảm ơn bà con quá Sóc Trăng mãi đỉnh nha. Kỷ lục. Dạ rồi, đây con gửi Đức Cộng Thung rồi. Cho sợi dây thông gác đi, còn buộc làm anh rồi. Rồi, một lần nữa xin gửi lời cảm ơn đến tất cả bà con bác Sóc Trăng. Sóc Trăng mãi đỉnh, mặc dù là bà con đến rất là đều đều, không đông, nhưng mà đã giúp cho Coleman thực hiện thử thách trong vòng 45 phút. Cảm ơn bà con bác rất nhiều. Cho anh Trăng hỏi tay nữa. Yeah.